Cú đúp lễ hội tại Barcelona và tiếng la ó đối với Messi. 7 tháng sau cuộc chia ly tốn nhiều giấy mực giữa Barcelona và Messi, vị thẩm phán thời gian dường như đã có phán quyết. Bartomeu sẽ đi vào lịch sử của Barca và có thể là lịch sử bóng đá như một chủ tịch kém cỏi nhất. Di sản của ngài Nobita tại Camp Nou là khoản nợ 1,5 tỷ euro và sự ra đi của Messi. Nhưng không phải mọi thứ mà Bartomeu để lại đều tồi tệ, vẫn có được những chiến quả rực rỡ, thậm chí là vĩ đại trên sân cỏ mang dấu ấn của vị cựu chủ tịch này. Tiêu biểu nhất là cam kết và nỗ lực phát triển bóng đá nữ. Việc chuyên nghiệp hóa đội bóng quân tóc dài Barca là nền tảng tạo nên câu lạc bộ mạnh mẽ nhất thế giới hiện tại, vẫn là mô hình chiến thắng phát triển dựa trên phong cách ban chuyền đặc trưng và là đào tạo trẻ. Đội nữ Barca thống trị mọi giải đấu, thành quả đến từ mùa giải trước, thời điểm Bartomeu cay đắng từ chức, với cú đúp danh hiệu La Liga và Champions League, đỉnh cao nhất ở cấp bóng đá câu lạc bộ. Điều đáng nói, đội nữ của Barca chưa dừng lại, mùa này họ còn đang trên đà tiến xa hơn nữa. Bằng chứng là cuối tuần qua, Barca vô địch La Liga sau khi đánh bại đại kình địch Real Madrid trên sân Johan Cruyff, đội bóng này đăng quang sớm 6 vòng. Toàn thắng suốt 24 vòng đấu từ đầu giải, ghi 136 bàn thắng và chỉ nhận 6 bàn thua, một sự thống trị tuyệt đối. Chiến tích phi thường ấy nhớ về giai đoạn vàng son của đội chủ sân Camp Nou dưới thời Pep Guardiola dẫn dắt. Giống như Messi 10 năm trước, Alexia Putellas là ngôi sao, là cầu thủ nữ xuất sắc nhất hành tinh. Xung quanh cô còn có một loạt đồng đội nữ vô cùng tài năng khác. Giống như bên cạnh Messi có Xavi, Iniesta và những cô gái của Barca tạo nên một tập thể bất khả chiến bại, khát khao giành chiến thắng tuyệt đối trên mọi đấu trường. Và cũng như để chia vui cùng với những đồng đội nữ, Barca mở tiệc tại Camp Nou đêm qua với chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Osasuna. Đặc biệt trong 30 phút mở màn, thầy trò Xavi không chỉ ghi 3 bàn một cách chóng vánh mà còn đem đến hình ảnh thống trị và hủy diệt. Trái bóng không ngừng lăn và đối phương bị xoay như trong chóng. Cái cảm giác thao túng đầy hào hùng này đã rất lâu rồi mới xuất hiện tại sân Camp Nou. Pedri, Gavi, Ferran Torres và Aubameyang, hai tiền vệ tấn công và hai tiền đạo không ngừng xuyên phá vào những khoảng trống trung lộ, dưới sự dẫn dắt của tiền vệ có tầm nhìn xa Sergio Busquets. Trong khi đó, Dembele và Dani Alves vẫn hành nát cánh trái đội khách. Nên nhớ, Osasuna là một trong những đội bóng phòng ngự hay nhất La Liga mùa này, nhưng tại Camp Nou, họ mới thật tội nghiệp. Đây chính là một lễ hội cú đúp dành cho người hâm mộ bóng đá xứ Catalan. Và cũng khỏi phải nói, Barca nữ chính là tấm gương cho Barca nam theo dõi. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của Xavi vẫn cần thời gian dài nữa để trở lại vị thế nhà vô địch. Nhưng Los Blaugrana đang đi đúng hướng của mình. Mọi hành trình đều có những gian nan và hoài nghi, như đã xảy ra hôm thứ Năm vừa rồi tuần trước trong trận hòa không bàn thắng với Galatasaray. Tuy nhiên, nền bóng của dự án mới đã được tạo dựng, phong độ và bàn thắng được phục hồi. Đó là hai chìa khóa để mở ra khát khao chiến thắng và chinh phục danh hiệu. Nếu Barca hiện tại chơi bóng với cường độ cao như vừa thể hiện trước Osasuna, họ đủ khả năng làm khó mọi cường địch. Nhất là trong bối cảnh tuần này, Barca sẽ tái đấu với Galatasaray tại Istanbul và công phá Santiago de Bernabeu của Real Madrid vào cuối tuần tới. Khi Barca rộn ràng tiếng hoan ca và đầy khí thế hồi sinh, ở một nơi xa, tượng đài của họ lại bị la ó. Đó là câu chuyện Messi ở Paris. Siêu sao của Argentina không hạnh phúc tại Pháp, và khi những âm thanh inh tai nhức óc khó nghe vang lên trên đấu trường công viên các hoàng tử, La Puga có chợt nghĩ về Barca có quyết định của bản thân. Những bậc thềm Camp Nou có thể oán than, dân xiết cả một chế độ nhưng chưa bao giờ và vĩnh viễn chẳng bao giờ ca thán Messi. La Puga là thần tượng, là huyền thoại, là biểu tượng vĩnh viễn của đội bóng này. Cuộc chia ly đẫm nước mắt diễn ra vào hồi tháng 8 năm ngoái cho thấy tình cảm của Messi dành cho Barca và ngược lại là sâu đậm như thế nào. Bartomeu dĩ nhiên là góp phần đẩy Messi khỏi Camp Nou với khối nợ khổng lồ ông đã tạo ra. Nhưng lật ngược lại vấn đề, quyết định chia tay đội bóng thuộc về La Puga. Bởi lẽ, siêu sao người Argentina nhận thấy không ai ở Camp Nou đủ để anh tin tưởng vào một dự án chiến thắng. Barca không còn là nơi hạnh phúc với La Puga. Nhưng tại sao lại chọn Paris Saint-Germain là điều rất đáng để hoài nghi cho quyết định của Messi. Siêu sao người Argentina luôn nói rằng chiến thắng và chức vô địch là hai mục tiêu tối thượng của anh. Nhưng PSG không phải là nơi tiềm năng cho những thứ cao quý đó. Trong hơn 7 năm, PSG đã chi rất nhiều tiền để trở thành ứng cử viên vô địch Champions League. Đáng tiếc, chẳng túi tiền nào biết đá bóng. Việc xây dựng một câu lạc bộ không chỉ dựa vào tiền bạc mà cần chủ trương đúng đắn, cần kế hoạch rõ ràng và triết lý văn minh cùng với nhân sự phù hợp. PSG chiêu mộ hàng loạt những ngôi sao rồi tổ chức thành quân ô hợp dưới sự dẫn dắt của những huấn luyện viên có tài năng nhưng không có thực quyền. Vậy thì thành công đến với gã chọc phú này bằng cách nào? Messi với gần hai thập niên phát triển vươn tới cực thịnh rồi suy tàn với Barca, lẽ nào không hiểu rõ quy luật ấy? Ở cái tuổi 34, Messi đang trên sườn dốc của sự nghiệp. Năm tháng đè nặng lên anh, kỳ vọng và cả sự phũ phàng ở PSG đang đè nặng lên anh. Tương lai của La Puga là một dấu hỏi lớn. Thế nhưng liệu Messi có trở lại Barca? Câu trả lời e rằng là không. Khi một dự án dài hơi cho tương lai đang khấp khởi hỏi tín hiệu tươi sáng, sự trở về u ám đến từ quá khứ là điều không cần thiết và chỉ gây nên phức tạp.
không ai có thể sống bằng ký ức, nhất là trên cái cây với những mầm non vừa nhú.